với em được. Xin mời Thơ, bạn sau buổi đào tạo này thì bạn thấy tâm đắc gì nhất trong cái nội dung mà bạn được học? Thực sự mà nói thì cái CRM này á, thì em thấy nó khá là hay, vì lần đầu em được tiếp xúc với lại một cái kiểu automation như thế này. Thì nó có nhiều cái điểm lợi, nói chung là hỗ trợ cho mình về công việc cũng như là xử lý những cái thông tin cần thiết. Ngoài ra thì nó thống kê được toàn bộ những cái dữ liệu cũng như thông tin của khách hàng mình có thể nắm được. Từ đó thì mình có thể cho mình tự tạo ra cho mình được một cái kế hoạch để mình hoàn thiện cái mục tiêu của mình đề ra. Em thấy khá Còn là gì hay. nữa không? Dạ thì những cái ý của hai bạn trình bày trước rồi thì nó cũng nằm luôn trong đó. Thì bạn sẽ thấy là cái CM này nó như nào với bạn, nó sẽ Tức là nó có giúp gì em hay không đúng ạ? rồi. Dạ Bạn nghĩ rằng là CM thì nó sẽ giúp gì bạn trong công việc sắp tới thì nó bổ trợ cho em nhiều đó anh. không? Ok, rồi, cảm ơn bạn.